Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thấy gì qua khẳng định phòng ngừa từ xa của ông Tô Lâm Ngày 13 tháng 2, FA tiếng Việt có bài bình luận Bộ Công an đang thổi phòng mối nguy hại của chế độ của luật sư Đặng Đình Mạnh AFA nhắc lại khẳng định của Bộ Công an Tô Lâm khi trả lời phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam nhân dịp Tết nguyên đáng Theo đó, ông Tô Lâm cho biết sẽ tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở, phòng ngừa từ xa và từ sớm, những yếu tố gây đột biến, bất lợi. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. AFA dẫn lời một nhà báo từ Việt Nam nhận định rằng, Bây giờ, nhà cầm quyền Việt Nam lại muốn vươn cánh tay ra nước ngoài để có thể khủng bố, bắt bớ hoặc đàn áp những người đấu tranh ở nước ngoài. Thì tôi nghĩ việc này sẽ có những ảnh hưởng quốc tế rất lớn nếu như chúng ta xem lại việc bắt Trịnh Xuân Thanh, Trường Duy Nhất, Đường Văn Thái, thì chúng ta thấy nó ảnh hưởng rất lớn. Nó sẽ có những phản ứng chắc chắn từ phía cộng đồng cũng như từ các quốc gia có người bị can thiệp từ phía Việt Nam. Bình luận về cách hành xử của chính phủ Việt Nam, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đại, hiện sinh sống ở nước Đức nói với AFA rằng ông Tô Lâm không chỉ gây những tội ác trên cương vị của mình mà còn vi phạm luật pháp quốc tế trong việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và rất nhiều những người đối lập khác từ nước ngoài. Ông Tô Lâm làm như vậy thể hiện ông chưa có một chút thay đổi, vẫn quyết tâm để khi có những người đối lập ở bên ngoài Việt Nam thì sẵn sàng vi phạm pháp luật quốc tế để bắt cóc đưa về nước trừng trị. Đó là những điều chúng ta cần lên án. Và đây là hình blogger Trương Duy Nhất tại tòa vào tháng 3 năm 2020 sau khi bị công an Việt Nam bắt cóc từ Thái Lan đem về nước luật sư đặng đình mạnh người đang phải lánh nạn tại hoa kỳ vì sự trấn áp của chính quyền việt nam trả lời afa rằng nhìn sang các quốc gia dân chủ lực lượng cảnh sát chỉ giữ vai trò giữ trật tự an ninh là chính nhưng với chế độ cộng sản một chế độ mất lòng dân lúc nào cũng đặt cho họ mối lo ngại về việc nhân dân sẽ phế bỏ mất quyền lực của họ do đó họ buộc lòng đặt trọng tâm hoạt động của họ cao hơn trật tự trị an đó là an ninh chế độ Thế nên không có hiểu khi ông Tô Lâm đánh giá rằng công tác đảm bảo an ninh trật tự sẽ tiếp tục đứng trước nhiều thách thức, áp lực lớn. Về biện pháp đảm bảo an ninh cho chế độ, luật sư Mạnh giải thích rằng trước nay công an Việt Nam vẫn thực hiện theo truyền thống là phòng ngừa từ xa bằng cách sẵn sàng ra tay bóp nát từ trong trứng nước với mọi biểu hiện có thể thách thức quyền lực chính trị của họ, cho dù biểu hiện chỉ mới ở dạng tiềm năng. Và đây là hình người mẫu nổi tiếng Ngọc Trinh bị tạm giam 3 tháng trong một cáo buộc vô lý, dù những câu chuyện xoay quanh cô chỉ là tình, tiền và scandal khoe thân. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, những vụ đàn áp người nổi tiếng trên mạng xã hội có khả năng tập hợp công chúng, thì cho dù họ chưa từng đề cập đến những vấn đề xã hội, chính trị vẫn bị bắt giữ, cáo buộc hình sự theo cách vô pháp bất công. Vì chính phủ Việt Nam cho rằng khả năng tập hợp công chúng đều là những biểu hiện tiềm năng thách thức quyền lực của chế độ, theo luật sư Mạnh. Bộ Công an chỉ đang thổi phò mối nguy hại của chế độ mà thôi, để qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Bộ Công an trong hệ thống quyền lực. Vì tuy việc vì tuy việc chế độ bị mất lòng dân là có thật, thế nhưng hiện nay không có bất kỳ lực lượng nào có khả năng uy hiếp sự tồn vong của chế độ để phải đặt ra vấn đề an ninh cả. Thế nên, khái niệm công an trị vào lúc này, theo luật sư Mạnh, mới thật sự chính xác vì không chỉ nhân dân mà chính đảng Cộng sản cũng đang là con tin bị chính lực lượng công an dọa nạt, thao túng dưới danh nghĩa bảo vệ an ninh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thấy gì qua khẳng định phòng ngừa từ xa của ông Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đoàn khách Đài Loan bị kẹt ở Phú Quốc đã về nước, cục du lịch Việt Nam yêu cầu làm rõ công ty Đài Loan có thể bị cơ quan du lịch Đài Loan phạt. Ngày 15 tháng 2, AFI tiếng Việt Loan tin, vụ 300 khách Đài Loan bị kẹt ở Phú Quốc, cục du lịch yêu cầu làm rõ công ty Đài Loan có thể bị phạt. Theo đó, cục du lịch quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 14 tháng 2 đã có công văn yêu cầu Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang làm rõ thông tin về vụ gần 300 khách Đài Loan bị bỏ rơi khi đến Phú Quốc. Trong khi đó, cơ quan du lịch Đài Loan cho báo chí nước này biết công ty We Love Tour của nước này có thể bị phạt treo giấy phép đến 3 tháng vì vi phạm quy định trong lĩnh vực du lịch và bảo vệ khách hàng. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA dẫn tin từ hãng CNA của Đài Loan ngày 12 tháng 2 cho biết, 292 khách du lịch Đài Loan thuộc nhiều nhóm du lịch đã mua gói tour 5 ngày đến Phú Quốc từ ngày 10 tháng 2 qua một công ty có trụ sở ở Đài Loan là We Love Tour. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, những du khách này bị phía công ty du lịch Việt Nam, tức công ty ký hợp đồng nhận khách với công ty Đài Loan, thông báo là mỗi du khách phải trả thêm 720 đô la để tiếp tục chuyển đi. Công ty Việt Nam có tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch quốc tế Winner Việt Nam cho biết lý do là We Love Tour chưa chi trả tiền cho đoàn khách. Theo FA, báo dân trí dẫn lời ông Trần Thanh Hải, tránh thanh tra Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở đã nhận được chỉ đạo làm rõ cũng như yêu cầu của cục du lịch. Ông Hải cho biết, trước mắt Sở sẽ ghi nhận lại sự việc, căn cứ vào hợp đồng đầy đủ của các bên để đối chiếu, tìm ra nguyên nhân xác đáng và đề ra hướng xử phạt nếu có vi phạm. Các đơn vị liên quan còn tranh luận nên chưa có kết luận về vấn đề xử phạt. Và đây là hình hướng dẫn viên công ty du lịch Việt Nam đề nghị khách đóng thêm tiền. AFA cho biết thêm, trong các ngày 9 và 10 tháng 2 vừa qua, đã có khoảng 800 khách Đài Loan đến Phú Quốc theo các tour du lịch. Trong số này, 292 khách là thuộc đoàn của công ty We Love Tour. Sau khi những bất đồng giữa hai công ty du lịch Việt Nam và Đài Loan xảy ra, liên quan đến việc chậm thanh toán được báo chí đăng tải và khách Đài Loan phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương ở Phú Quốc cho biết đã hỗ trợ đoàn khách để họ có chỗ ăn ở và đảm bảo đoàn khách về nước đúng lịch trình. Trước đó vào ngày 14 tháng 2, cũng AFA loan tin đoàn khách Đài Loan bị bỏ rơi ở Phú Quốc đã về nước, việc thanh toán giữa các công ty chưa thể giải quyết. AFA cho hay đoàn gần 300 khách người Đài Loan bị bỏ rơi tại Phú Quốc dịp Tết Nguyên Đán đã lên máy bay về nước vào ngày 14 tháng 2, theo đúng lịch trình trên các chuyến bay thuê chuyến của Bamboo Airways, dù việc thanh toán giữa hai công ty du lịch chưa giải quyết xong. Và đây là hình đoạn khách Đài Loan làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc để về nước. Vẫn theo AFA, ngay sau khi vụ việc gây chú ý trên báo chí Đài Loan và Việt Nam, giới chức du lịch Đài Loan cho biết sẽ điều tra xem liệu công ty du lịch We Love Tour có vi phạm quy định hay không. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cũng cho báo chí trong nước biết địa phương đã hỗ trợ các du khách Đài Loan để họ có thể về nước đúng lịch trình, trong khi các công ty trong nước hỗ trợ các du khách trong thời gian họ ở Việt Nam. AFA dẫn báo thanh niên ngày 14 tháng 2 cho biết, Bamboo Airways đã làm việc với đối tác thuê chuyến cho các khách Đài Loan có thể trả chậm hoặc trả sau, nhưng khách hàng đã mua vé thì hãng vẫn đảm bảo lịch bay cho khách. AFA cũng dẫn cơ quan quản lý du lịch Đài Loan cho biết, sau khi đàm phán, công ty We Love Tour của Đài Loan và công ty lữ hành quốc tế Winner Việt Nam đã đi đến thỏa thuận đảm bảo tất cả khách du lịch bị ảnh hưởng có thể quay trở lại Đài Loan dù vẫn nợ tiền vé máy bay. AFA cũng cho biết đến ngày 14 tháng 2, công ty du lịch Đài Loan vẫn chưa thanh toán tiền vé máy bay cho hãng Bamboo Airways. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đoàn khách Đài Loan bị kẹt ở Phú Quốc đã về nước, Cục Du lịch Việt Nam yêu cầu làm rõ, công ty Đài Loan có thể bị cơ quan du lịch Đài Loan phạt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.